Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 161 Tần Hoan gật đầu, mặc dù ngày đó chi phủ đại nhân sai người đào bới rất cẩn thận, thế nhưng dưới đáy giếng toàn là nước bùn, cho nên vẫn có khả năng bị bỏ sót. Có điều mấy hôm trước miệng giếng đó đã bị người trong phủ lấp đất bịt lại rồi. Ngột kép, Yến chỉ trao mày, lấp đất lại rồi thì vẫn có thể đào ra lại, chẳng qua phải tìm một cái cớ hợp lý. Ngột kép, Tần Hoan lấy lại bình tĩnh, lại không biết nghĩ đến cái gì nên nói tiếp. Còn nữa, hôm đó lúc lục tỷ tỷ ta rơi xuống giếng ở chỗ giàn hoa, nàng ta nói nàng nhìn thấy xương người ở trong giếng, sau đó liêu quản ra leo xuống xem xét thế nhưng lại ném ra được một đoạn cành cây khô. Mà bây giờ ngẫm lại, có khả năng lúc ấy lục tỷ tỷ nhìn thấy đúng là xương người thật. Ngọc kép, Yến chỉ đứng dậy, ta biết rồi, người cứ ở đây chờ. Ngọc kép, Yến chỉ nói xong liền quay người bước đi, tần hoan cúi đầu nhìn thoáng qua mảnh xương kia, chỉ hy vọng bản thân mình đừng đoán sai. Yến chỉ và Bạch Phong vừa đi khỏi Đinh Lan Uyển thì Tần Hoan lại căn dặn Phục Linh, em ra nhìn đi, xem xem thế tử điện hạ bọn họ đến chỗ nào. Ngọc kép, phục linh phụng mệnh chạy ra tần hoan ở trong phòng lại lo lắng sốt ruột mưa rầm liên miên không dứt sắc trời rất nhanh đã tối hẳn xuống chẳng bao lâu sau phục linh đã trở về tiểu thư thế tử điện hạ ban đầu là đi tìm Chi phủ đại nhân sau đó cả hai cùng đến viện phía tây bọn họ ở bên trong một lát rồi mới dẫn người đến rừng trúc tím ngộp kép tần hoan nghe xong thì trong lòng mới bình tĩnh lại được đôi chút sau đó lại bảo Phục Linh tiếp tục đi nghe ngóng tin tức. Lại qua thời gian khoảng một khắc sau Phục Linh mới trở về, tiểu thư, thế tử điện hạ muốn đào giếng kia lên một lần nữa. Lão phu nhân biết chuyện này nên đã chạy thẳng đến rừng trúc rồi, ngay cả đại thiếu gia cũng ở tiền viện đi vào, à cả phu nhân nữa, bọn họ đều đi đến đó rồi. ngột kép, tần hoan trao mày, sự tình quả nhiên đúng như nàng dự đoán, lần này tưởng thị đến nhất định là ngăn cản yến trì, Thế nhưng yến trì làm việc thì bà ta làm sao có thể cản lại được." Tần Hoan gật đầu, biết rồi, em tiếp tục theo dõi xem. Một kép. Phục Linh lại ra khỏi viện, thế nhưng ngay lập tức lại quay về, "Tiểu thư, thế tử điện hạ phái người đến, nói là người không cần phải đến rừng trúc." Một kép. Tần Hoan hơi sững sờ, thế nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp việc này nhất định tường thị không muốn cho nên nếu như nàng đến đó thì chắc chắn tường thị sẽ chút toàn bộ lửa giận lên trên đầu nàng nghĩ như vậy trong lòng tần hoan chợt ấm áp ta biết rồi em đi đi ngụp kép phục linh đi khỏi tần hoan đứng dậy đi đến bên cửa sổ trời đã tối lắm rồi bên trong tiểu viện này của nàng cũng đã đốt đèn lên rồi bên ngoài sân lại càng có nhiều đèn hơn ánh sáng ấm áp từ phía xa xuyên qua màn mưa mù sương chiếu thẳng vào lòng nàng nếu so sánh với hai lần trước thì lần này Phục Linh quay về chậm hơn. Đang lúc Tần Hoan cảm thấy được liệu có phải xảy ra chuyện rắc rối gì rồi không thì Phục Linh đột nhiên chạy nhanh trở về, "Tiểu thư, lão phu nhân té xỉu rồi." Một kép. Tần Hoan ngạc nhiên, Phục Linh thở không ra hơi, "Lão phu nhân dẫn theo đại thiếu gia và phu nhân đến đó, muốn chất vấn Thế tử điện hạ vì sao phải đào giếng lên, nói rằng miệng hung giếng này một khi đã phong ấn lại rồi thì không thể đào lên nữa." đào lên sẽ phá hủy khí vận của tần phủ, còn có thể làm người trong tần phủ tổn thọ. Thế tử điện hạ căn bản không tin lời này nên nói thẳng luôn, nói là nhị di nương vẫn còn sót lại thi cốt chưa đào ra, nếu như để nhị di nương hạ táng không được toàn thây thì như vậy cũng sẽ khiến cho toàn tần phủ ra đạo không yên. Sau đó thế tử điện hạ đã hạ lệnh xuống dưới. Lão phu nhân vừa thấy hành động này của thế tử Điện Hạ thì không thể nào ngăn chặn được nữa, lập tức hôn mê bất tình hiện tại lão phu nhân đã bị tống về Phật đường rồi. Ngọc kép, Phục Linh nói xong rồi vội vàng thở hồn hền, sau đó đại thiếu gia đến tiền viện để mời đại phu đến. Ngọc kép, Tần Hoan vốn đang lắng nghe chăm chú, thế nhưng nghe đến đó đột nhiên trao mày, em nói đại ca đến tiền viện mời đại phu. Ngọc kép, Phục Linh gật đầu, đột nhiên lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, ồ, đại thiếu gia vì sao lại phải đến tiền viện để mời đại phu tiền viện làm gì có đại phu chứ chẳng lẽ tiền bách nhận hiện tại đang ở tiền viện ngộp kép tần hoan lắc đầu không đúng không thích hợp ngộp kép nói xong tần hoan liền đi lấy áo choàng sau đó căn dặn chúng ta đến tiền viện nhìn xem ngộp kép phục linh hơi kinh ngạc nàng khuyên nhủ tần hoan theo bản năng thế nhưng nhìn sắc mặt quyết tâm của tần hoan thì nàng làm sao ngăn được phục linh thầm thở dài rồi vội vàng đi lấy dù lấy đèn Đợi Tần Hoan mặc xong áo choàng rồi thì mới nhanh nhẹn đi cùng Tần Hoan về hướng tiền viện. Có thể do động tĩnh phía sau gây ra huyên náo không nhỏ, cho nên ở phía tiền viện lại chẳng còn mấy người. Tần Hoan suy nghĩ một chút rồi đi thẳng về hướng viện của Tần An, Phục Linh thấy thế hô lên, "Tiểu thư đi đâu thế?" "Muột kép." "Tham tam thúc, muột kép." Tần Hoan nói rất nhanh, dưới chân nàng lại không hề chậm lại hiện tại bệnh của lão phu nhân là quan trọng nhất thế nhưng tần sâm lại đến tiền viện làm gì tiền viện không có đại phu mà chỉ có tần an nghĩ đến đây tần hoan càng chắc chắn ý đồ của tần sâm thế nhưng hắn đi tìm tần an làm gì là vì muốn mật báo hay là vì cái gì đang mải suy nghĩ thì bước chân tần hoan đột nhiên đình trệ nàng đang chạy trên hành lang dẫn đến tiền viện ở phía không xa đó chính là cửa viện thế nhưng lúc này tần hoan nhìn thấy tần sâm dẫn năm người đi ra ngay bên ngoài cửa viện cách bảy tám trượng mà trên lưng một người lại còn đang cõng một người nữa một người cõng bốn người còn lại thì hai người đem theo bọc quần áo hai người còn lại đang che dù bọn họ đi ra khỏi tiền viện thì lập tức đi về hướng cửa phu tần hoan lập tức cho mày lại đây là bọn họ muốn đưa tần an ra ngoài lão phu nhân vừa mới té xỉu tần sâm lại muốn đưa tần an ra ngoài tần an bị bệnh lâu như vậy lại vẫn chưa hề đi tìm căn biệt viện để dưỡng bệnh còn hiện tại chắc không đến mức phải dầm mưa để đi tìm chỗ dưỡng bệnh đâu nhỉ chứng kiến dáng vẻ kia rõ ràng là vừa biết được cái gì đó nên mới không kịp thu dọn chỉ đơn giản mang theo hai bao đồ rồi bỏ chạy ánh mắt tần hoan lạnh lùng lập tức nghĩ đến bốn chữ sợ tội bỏ trốn tần an muốn chạy trốn nếu như đó chỉ là một bí mật không đáng kể thì việc gì ông ta phải chạy trốn đại ca ngụp kép tần hoan chạy nhanh vài bước rồi đột nhiên hô lên tần sâm ngay lúc đang gấp rút nghe thấy tiếng gọi liền quay người lại hắn hoàn toàn không ngờ được lúc này tần hoan lại chạy đến tiền viện tần sâm lướt mắt nhìn sang bốn phía đến lúc chỉ thấy có mỗi hai người là tần hoan và phục linh thì hắn phất phất tay áo ý bảo mấy người kia đi trước sau đó quay lại chỗ tần hoan cửu muội muội sao muội lại chạy ra đây ngụp kép tần hoan nhíu mày kiễng chân lên nhìn ngó mấy người muốn đi ra khỏi phủ kia bọn họ là ai vậy lại còn đang cõng ai thế ngụp kép tần sâm bước lên ngăn cản tần hoan trong miệng lại nói đã muộn thế này rồi trời lại còn mưa muội không sợ bản thân mình bị cảm lạnh à mau quay về đi mấy chuyện này muội không cần phải xen vào ngụp kép mắt thấy mấy người kia càng chạy càng xa trong lòng tần hoan không khỏi sốt ruột Thế nhưng Tần Sâm đang ở đây, dựa vào một tiểu cô nương là nàng thì càng không có cách gì ngăn cản mấy người kia lại được. Tần Hoan mím môi một cái, đại ca, đã muộn lắm rồi, sao lại phải đưa Tam Thúc rời đi? Ngọc kép, nàng vừa hỏi thì sắc mặt Tần Sâm đột nhiên trở nên nghiêm túc, giọng nói mơ hồ có chút tức giận, muội đừng quản mấy chuyện này, giờ đã muộn lắm rồi, muội mau quay về viện của mình đi. Mấy hôm nay trong phủ rất loạn, sao muội lại dám ra ngoài một mình? Ngọc kép, tần hoan nhìn tần sâm, cuối cùng nàng lại không nhịn được mà nói, đại ca, nếu như tam túc thật sự đã gây ra chuyện gì, đại ca thử nghĩ mà xem, nếu như đại ca sắp xếp cho tam túc rời khỏi thì có phải càng khiến cho tội của tam thúc nặng hơn không? Chi phủ đại nhân và tần phủ có giao tình, đó chính là nếu như xảy ra chuyện gì thì chi phủ đại nhân cũng sẽ làm theo lẽ công bằng, lại còn có thể suy xét thêm một chút còn nếu tam thúc cứ thế bỏ chảy thì chính là đào phạm ngụp kép lông mày tần sâm càng nhíu chặt tần hoan lại bồi thêm huống hồ còn có thế tử điện hạ ở đây làm sao tam thúc có thể thoát được ngụp kép bất kể là dựa trên thân phận người tần phù của cửu tiểu thư hay là dựa vào sự quan tâm từ trước đến nay của tần sâm dành cho cửu tiểu thư tần hoan cảm thấy được nàng nói lời này cũng xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ mà nàng lại không cần phải tự mình đi ngăn cản mấy người đang cóng tần an rời phủ kia lại. Thành cẩm châu to như vậy, đại chu rộng lớn như vậy, nếu như có thể chạy ra khỏi cẩm châu rồi thì tiếp theo sẽ thế nào? Chỉ cần Yến chỉ muốn, hắn liền nhất định có thể bắt tần an trở về. Đáy mắt vốn nghiêm túc của tần an thoáng hiện lên vẻ trần chờ hắn nhìn tần hoan nghi hoặc cửu muội muội biết được chuyện gì rồi có phải cử muội muội đã biết kế hoạch của thế tử điện hạ từ sớm không ngọc kép tần hoan che giấu thế tử điện hạ thế tử điện hạ có kế hoạch gì ngọc kép thấy tần hoan giả ngu tần sâm lắc lắc đầu rồi vẻ mặt cũng trở nên phức tạp hắn xoay người lại đi về hướng mấy người vừa rời đi kia không còn thấy bóng người nào nữa nên mới cụp mắt xuống thở dài ta chỉ là phụ mệnh làm việc qua khỏi cánh cửa này rồi sinh tử liền do số mệnh ngọc kép cũng không biết có phải gặp ảo giác hay không, giây phút này tần hoan chỉ cảm thấy trên người tần sâm hoàn toàn là vẻ suy sụp. Hắn phụng mệnh làm việc, toàn bộ tần phủ này hắn còn có thể phụng mệnh của ai? Tần hoan thở dài, tưởng thị không chỉ mê tín tin vào mấy chuyện quỷ thần mà càng lúc càng không thấy rõ được tình hình. Yến Trì và Hoác Hoài Tín đều đang ở trong phủ vậy mà bà ta lại có thể quang minh chính đại sắp xếp cho Tần An rời đi hoặc là bà ta biết rõ không thể thay đổi tình hình nhưng vẫn cố chấp muốn làm gì đó. Tần Hoan không hiểu. Lúc này Tần Sâm mới ngẩng mặt lên rồi cười khổ một cách. Cửu Muội Muội có cảm thấy không thể chịu nổi không? Ngược kép. Tần Hoan thở dài. Một chữ trốn luôn luôn khiến cho người ta cảm thấy hèn nhát không chịu nổi. Còn những chuyện không chịu nổi khác thì Muội không biết. Ngược kép. Tần Sâm nhìn thẳng vào mắt Tần Hoan, sau đó ánh mắt hắn hơi tối lại trên mặt lại hơi có vẻ bất đắc dĩ ban đầu chỉ nói sau khi cửu muội muội ngã xuống hồ bán nguyệt thì mới lộ ra y thuật tuyệt kỹ không nghĩ rằng nhiều năm như vậy cửu muội muội còn ẩn giấu tính tình cứng rắn cùng suy nghĩ thông tuệ trước đây thật sự không biết cửu muội muội lại như vậy ngộp kép tần hoan nhất thời cũng không biết phải nói gì hiện tại nàng chỉ muốn đến rừng trúc nhìn xem xem rốt cuộc bên dưới đáy giếng kia có cái gì thế tử điện hạ còn đang ở trong rừng trúc tím Đại ca có muốn cùng đến đó xem thử không? Ngộp kép. Tần sâm cúi mặt, hắn lắc đầu hơi nản lòng, không xem, chẳng qua chỉ là những thứ không nên để phơi bày ra ánh sáng thôi. Ngộp kép. Trong lòng tần hoan dùng mình, tần sâm vốn đang gấp rút an bài cho tần an đào tàu mà chính miệng mình lại nói như vậy. Như vậy thì rốt cuộc trong đáy giếng bỏ hoang kia đã cất giấu bí mật gì của tần phu? Tần hoan hít vào một hơi thật sâu, một khi đã như vậy Hiện tại muội về nội viện đây." Muội kép. Tần Hoan nói xong liền quay người, nàng quyết định đi đến rừng trúc xem thử. Bước chân nàng rất nhanh, bóng dáng xa dần rồi cuối cùng biến mất trong bóng đêm đen như mực. Chờ khi nàng hoàn toàn đi khỏi rồi thì Tần Sâm mới chậm chạp ngước mắt lên, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên nụ cười chua xót, thế nhưng trong đáy mắt hắn lại tràn đầy vẻ tức giận và không cam lòng. Ở bên này khi Tần Hoan vừa mới đến cửa vào nội viện thì đã thấy được Bạch Phong, có vẻ như Bạch Phong đang đi tìm ai đó, hắn vừa thấy Tần Hoan thì đáy mắt sáng lên, "Cửu cô nương, người đi chỗ nào thế?" "Mộc kép." Tần Hoan vội vàng nói, "Tần An muốn chạy trốn, đi hướng về phía cửa đông." "Mộc kép." Bạch Phong thấy nàng gấp gáp thì lên tiếng, "Cửu cô nương không cần lo lắng, xung quanh Tần phủ này đều có người mà điện hạ an bài, không một ai trốn đi được." Ngô kép. Bạch Phong hơi ngừng lại rồi nói tiếp. Tiểu nhân phụng mệnh đến mời cửu cô nương đi rừng trúc. Ngô kép. Đào được rồi à. Ngô kép. Đôi mắt tần hoan sáng như đuốc. Trên mặt Bạch Phong lại hiện lên vẻ trầm trọng. Giống như chuyện này không có gì đáng để vui mừng. Vâng. Đào được rồi. Hơn nữa còn không chỉ có một bộ hài cốt. Ngô kép. Chương 162, toàn bộ đều là nữ hài một tần hoan đi rất nhanh trên con đường mòn dẫn đến rừng trúc tím đêm khuya mưa bụi rơi xuống lạnh lùng như châm băng tạt từ trên mặt dù xuống người tần hoan trong lòng bàn tay tần hoan cũng hoàn toàn lạnh lẽo nàng theo bản năng siết chặt cổ tay áo mình sắc mặt tối sầm lông mày nhíu chặt phục linh gần như vừa đi vừa chạy theo phía sau tần hoan cũng chưa bao giờ nhìn thấy tần hoan có sắc mặt như vậy còn chưa đến gần đã nhìn thấy trong rừng trúc đèn đuốc sáng trưng rồi Mưa đêm tí tách, trong rừng trúc tím, tuy có gió lạnh xuyên qua, lại còn đang mưa phùn, mùi trúc kèm với mùi bùn đất hôi thối hơi gay mũi xông thẳng lên đầu Tần Hoan. Nàng đi trên con đường mòn phủ kín lá khô, do cành lá tích nước cho nên rất nhanh dày của nàng đã thấm ướt, thế nhưng Tần Hoan lại không có thời gian để ý những thứ này. Càng đi sâu vào trong thì càng nghe rõ tiếng nói chuyện ồn ào của đám nha sai. Có điều nghe động tĩnh này là có thể tưởng tượng được bây giờ tuyệt đối không đơn giản chỉ là đào giếng, do Yến Trì và Hoác Hoài Tín đã điều động thêm rất nhiều người. Điện hạ, cửu cô nương đến rồi, Ngộp kép. Bạch Phong đi nhanh mấy bước rồi khẽ bẩm báo. Yến Trì đứng ở phía xa quay người lại, lần này thấy được tần hoan bung dù đi đến, mưa vẫn chưa ngừng rơi, toàn bộ khu rừng đều đã ướt xuống. Yến Trì cụp mắt xuống, lập tức nhìn thấy váy áo và giày tần hoan bị thấm ướt hắn nhíu chặt mày bước rất nhanh đến trước mặt nàng tần hoan nhún người hành lễ phục linh ở phía sau bung dù che cho tần hoan thấy yến chỉ chủ động tiến lên phía trước nên phục linh vội vàng cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng thế nhưng ngay sau đó cây dù đang nằm trong tay nàng đột nhiên bị người ta cướp lấy nàng còn chưa phản ứng kịp thì trong tay đã trống không rồi phục linh ngước mắt lên hơi ngơ ngác nhìn Yến Trì, không ngờ Yến Trì lại nhìn nàng rồi nói, đi lấy cho tiểu thư nhà ngươi cây lò sưởi tay đến đây. Ngọc kép, Phục Linh ngạc nhiên, Tần Hoan cũng hơi sững sờ, điện hạ không cần. Ngọc kép, ai nói là không cần, Ngọc kép. Yến chỉ nói xong thì nghiêm túc cầm lấy đôi bàn tay đang chắp phía trước bụng của nàng, mặc dù hắn chỉ tiếp xúc trong nháy mắt, không hề có ý muốn khinh mạn, thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy mà hắn không hề kiêng dè gì sao? tay người lạnh như băng vậy, chỗ này cần đến ngươi nhưng không thể khiến cho ngươi bị lạnh. Ngọc kép, Yến chỉ lại liếc mắt nhìn Phục Linh, mặc dù ánh mắt hắn không mang theo bất luận uy hiếp gì thế nhưng nàng vẫn bị ánh mắt đó làm cho chấn động tâm thần. Phục Linh gật đầu lia lịa, vâng, nô tỳ đi luôn. Ngọc kép, Phục Linh nói xong rồi xoay người đi luôn, Yến chỉ lại đổi tay cầm dù hắn xoay người lại đứng ở bên cạnh che dù cho tần hoan. Tần hoan đứng yên thất thần trong giây lát, đúng là nàng đang rất lạnh, đặc biệt là hai bàn tay đang để sát vào hai bên người. Trên mờ u bàn tay nàng còn có mấy hạt mưa, vừa rồi Yến chỉ bất ngờ chạm vào khiến cho tay nàng vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn. Hắn và nàng chạm vào nhau quá nhanh, hơi ấm kia dường như cũng tan ra ngay khi tay hắn rời đi, thế nhưng khi nàng đổi vị trí hai bàn tay mình cho nhau, Bàn nãy yến chỉ chạm vào mơ u bàn tay trái của nàng. Hiện tại nàng đổi tay phải úp lên trên, không hiểu sao cảm thấy được đôi tay mình không còn băng giá như lúc nãy nữa rồi. Mấy suy nghĩ mông lung trong chớp mắt đã tan thành mây khói. Tần hoan nhìn miệng giếng bị đào xới thật rộng ra ở cách đó không xa, bên dưới tình hình thế nào rồi. Bàn nãy Bạch Phong nói không chỉ có một cỗ hài cốt. Ngọc kép, Yến chỉ khẽ gật đầu, hắn đứng sát bên cạnh tần hoan, một tay che dù còn một tay để ở phía sau. Dù chỉ che kín cho Tần Hoan còn một bên bả vai của hắn lại bị lộ ra ngoài, thế nhưng hắn không hề e ngại chuyện mình bị ướt. Bên dưới còn đang tiếp tục đào, mới chỉ đào có một chút thôi mà đã thấy được ba cái xương sọ và một đống xương cốt vụn vặt. Hiện tại đào sâu hơn lần trước rất nhiều, sau khi đào hết lớp đất vừa mới lấp xuống này lên, lại tiếp tục đào sâu xuống đáy bùn khoảng hai thước nữa đã thấy cực kỳ nhiều mảnh xương vụn vặt thế nhưng hải cốt thực sự là nằm ở bên dưới lớp bùn sâu hai thước kia. một kép giọng nói yến trì trầm đỉnh hai chồng mắt sáng như chim ưng tần hoan quay sang nhìn hắn một cái theo góc độ của nàng nhìn qua thì vừa khéo có thể nhìn thấy sườn mặt góc cạnh rõ ràng cùng với ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng tần hoan vốn là người làm việc cực kỳ chuyên chú có vẻ như yến trì cũng thế nàng nhìn yến trì dây lát rồi lại ngước lên nhìn dù che trên đỉnh đầu mình nếu so sánh với lúc phục linh tre dù vừa thấp vừa siêu vẹo thì yến chỉ tre vừa cao vừa ổn định hơn gấp đôi, mà theo góc nghiêng của mưa bụi, mãi một lúc rồi vẫn không hề có hạt mưa nào bắn được lên người nàng. Trong lòng tần hoan thấy yên ổn, ngăn cách bởi bùn sâu hai thước, có lẽ trước đây đã trôn xuống rất sâu, còn những mảnh xương vụt động lại trong lớp bùn có lẽ do giếng nước mấy năm nay đã biến thành giếng cạn, đất đá lắng xuống mới tạo thành bùn. Ngọc kép tần hoan ngừng lại một chút rồi nói còn nữa vừa rồi ta nhìn thấy tam thúc được đại ca tiễn ra khỏi tần phủ rồi ngụp kép yến chỉ nghe thấy thế thì mi mắt cũng không hề nhúc nhích hắn chỉ quay đầu lại nhìn nàng ta đã an bài người ở xung quanh tần phủ ngươi không cần lo lắng ngụp kép nói xong lại nhịn không được hỏi nàng vừa rồi ngươi đến tiền viện ngụp kép tần hoan mím môi nghe nói lão phu nhân té xỉu đại ca lại đến tiền viện mời đại phu cho nên ta mới thấy không ổn liền đến tiền viện xem thử. Ai ngờ vừa đến đã nhìn thấy tam thúc đang bị đưa ra ngoài. Ngọc kép, Yến chỉ nhìn tần hoan, mặc dù là ở bên trong tần phủ cũng không phải là không có nguy hiểm. Ngọc kép, tần hoan hiểu ý của hắn, hắn nói vậy khiến nàng ngay lập tức nghĩ đến cái chết của cửu tiểu thư. Đúng vậy, trong tần phủ ngoại trừ cái chết của Liễu Thị và Liêu Xuân vẫn còn có một người nữa chết chẳng qua tần hoan xuyên đến nên cái chết đó mới bị che giấu sát khí bên trong tần phủ này nếu so với đứng bên ngoài nhìn vào thì càng phức tạp hơn nhiều tần hoan cụp mắt phải vừa rồi ta suy nghĩ hơi đơn giản rồi ngộp kép bởi vì người kia là tần sâm cho nên tần hoan mới không thấy liên quan gì đến hai chữ sát khí mà lúc này nghĩ lại đi từ nội viện đến ngoại viện vẫn có chốt khoảng cách lỡ như có người nào đó mai phục ở trên đường thì cực kỳ có khả năng sẽ khiến nàng bị thương. Tần Hoan vốn là người suy nghĩ khá chu toàn, rất ít khi cảm thấy được bản thân mình có lúc nào không cẩn thận. Có lẽ là khi thế trên người Yến chỉ quá mức cường đại, cũng có lẽ là Tần Hoan đã nhận ra Yến chỉ quan tâm đến mình là thật, cho nên nàng thừa nhận luôn mình suy nghĩ đơn giản cũng không có gì quan trọng cả. Yến chỉ nhìn dáng vẻ hơi cúi đầu của nàng khiến trong lòng hắn không hiểu sao lại nóng lên, rồi sau đó dưới chân hắn lại đột nhiên nhích sang bên phải gần về phía nàng một chút. Lần này coi như hắn đứng gần sát với tần hoan nhất, khí tức toàn thân hắn bao phủ trọn vẹn lấy nàng, có lẽ là hoành cảnh trong rừng trúc hiện tại hơi tồi tệ, hoặc có lẽ là do mưa đêm nay quá mức lạnh lẽo nên Yến chỉ cảm thấy dáng vẻ tần hoan hiện tại rất cô độc và gầy yếu. Nếu như hắn không tiến đến gần nàng một chút thì yêu ma quỷ quái lần trốn bên trong rừng trúc sẽ tùy thời lao ra cắn nuốt lấy nàng. Mưa bụi rơi tí tách, trong giếng ngoài giếng đám nha sai còn đang gọi nhau "Y ơi". Hoắc Hoài Tín đứng ở bên cạnh miệng giếng, lúc thì hỏi bên dưới có phát hiện mới không, lúc lại hỏi vì sao người mà ông bố trí thêm vẫn còn chưa có đến. Tất cả đều ồn ào bận rộn. Tần Hoan đứng bên này lại không phát hiện ra tâm tư của Yến Trì nàng chỉ nhìn vào miệng giếng đen xì kia rồi đột nhiên lên tiếng, khoảng cách từ giếng này đến giếng bên dưới giàn hoa kia có xa lắm không? Ngọc kép, nàng hỏi bất chợt cho nên Yến Trì cũng chưa suy nghĩ được rõ ràng, hắn xoay ngừa về phía sau nhìn nhìn rồi mới trả lời, ước chừng khoảng trên dưới 20 trường. Làm sao thế, hỏi cái này làm gì? Ngọc kép, tần hoan trao mày. Ngày đó lục tỷ tỷ rơi xuống giếng cũng có nói đã chạm phải xương người, hiện tại ta đoán rằng không biết trong giếng kia liệu có xương người thật hay không. Vừa rồi điện hạ nói đã phát hiện ba cái đầu lâu bên dưới rồi, chỉ sợ đào sâu xuống thêm nữa thì sẽ còn thấy nhiều thi cốt hơn nữa. Một tần phủ nho nhỏ sao lại có nhiều người chết như vậy chứ? Ngọc kép, Yến chỉ hơi trầm ngâm, nhân thủ của phủ nha còn chưa điều được đến đây, đợi khi nào tế lâm đến mới có thể kiểm tra thực hư bên chỗ miệng giếng kia nhiều thi cốt như vậy chứng tỏ vụ án này không đơn giản chỉ là mạng người nữa rồi ngụp kép tần hoan gật đầu hít một hơi thật sâu chẳng trách vừa rồi tam thúc phải chạy trốn ngụp kép nói đến đây yến chỉ lại nhìn sang phía bạch phong người xuất phủ nhìn xem bên ngoài thế nào rồi ngụp kép yến chỉ nói xong lại nhìn sang hoác hoài tín đang lau mồ hôi ở cách đó không xa chi phủ đại nhân ngụp kép hắn chỉ gọi một câu cũng khiến hoác hoài tín phải vội vàng chạy đến nhìn thấy yến chỉ đứng che dù cho tần hoan thì ông hít vào một hơi khí lạnh sau đó mới bước cao bước thấp đi đến trước mặt bọn họ mưa đêm vừa lạnh lẽo vừa hiu quạnh tần hoan lạnh đến mức cứng đờ cả người thế nhưng hoác hoài tín lại liên tục lau mồ hôi tất cả mọi người thậm chí ngay cả tần hoan cũng đều cho rằng phía dưới giếng này tối đa chỉ có một bộ hài cốt nữa thôi Thế nhưng không nghĩ đến hiện tại đã đào ra được tận ba bộ rồi. Đối với chi phủ Cẩm Châu Hoắc Hoài Tín mà nói thì vụ án này biến thành một vụ đại án chấn động cả năm nay, bao nhiêu mạng người như vậy mai táng tại Tần phủ, nếu như không có lời giải thích hay điều tra không được thì mũ quan này của ông chắc chắn là không giữ được nữa rồi. Thế tử điện hạ, người có phân phó gì không? Ngột kép. Tần phủ là quý tộc của thành Cẩm Châu này lại còn xuất thân từ trung dũng hầu phủ cho nên trước giờ hoác hoài tín luôn ôm ý định kết giao. Mặc dù lần này xảy ra chuyện, ông đối xử với đám người tưởng thị, lâm thị và tần an đã có chút nhân nhượng rồi. Thế nhưng pháp lý lớn hơn nhân tình, chuyện cho đến bây giờ đương nhiên ông biết chỉ cần sai lầm một chút thôi sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của chính mình nên mới hoang mang lo sợ toát mồ hôi hiện tại ông mới thật sự vô cùng biết ơn đương kim thánh thượng đã sắp xếp cho Yến Trì một chức danh đề hình án sát sứ. Yến Trì nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Hoắc Hoài Tín thì hơi nheo mắt, chuyện đến nước này, Tần Phủ tạm thời coi như phải luận tội cả gia tộc. Khắp trong ngoài Tần Phủ, tất cả chủ tớ đều phải canh chừng cẩn thận, không được để bất cứ ai thoát khỏi, đợi chỗ này đào xong xuôi rồi thì phải thẩm vấn nghiêm ngặt. Nhiều thi cốt như vậy chắc chắn có liên hệ rất rộng. kép, Hoắc Hoài Tín lại lau mồ hôi, "Vâng vâng vâng, hạ quan đã hiểu, hạ quan đi căn dặn bên dưới." Ngột kép. Hoắc Hoài Tín gật đầu lia lịa, quay lại gọi nha sai đến căn dặn một lúc, nha sai đó ngay lập tức rời khỏi rừng trúc tím. Trong lòng Hoắc Hoài Tín tràn ngập đắng chát, vừa mới phá xong án mạng của Tống Nhu, mặc dù thời gian phá án không tính là ngắn thế nhưng ít nhất ông không hề phạm chút sai lầm nào đến thời điểm cuối năm cũng có thể ghi vào bản báo cáo và được xem như là một con bài để đánh giá chiến tích. Thế nhưng ai có thể ngờ được rằng chiến tích vẫn còn chưa kịp đánh giá thì tần phủ lại xảy ra náo loạn. Ông vốn chỉ nghĩ là do người bên trong tần phủ lục đục với nhau thôi, hoặc có thể là thâm thù đại hận gì đó mới sinh ra sát tâm, đại khái cũng không tính là một đại án nhưng không ngờ vụ án mạng nhìn có vẻ như tầm thương này vậy mà lại dính dáng đến một bí mật kinh thiên nơi cấm địa của tần phù. Đại nhân, bên dưới lại đào lên được một cái đầu lâu nữa. Ngọc kép, đáy lòng hoác hoài tín còn chưa chân tĩnh lại thì bất thình lình nha sai đứng bên cạnh giếng lại hô lên một câu. Vừa nghe thấy câu này thì nỗi khổ trong lòng hoác hoài tín lại càng thêm trầm trọng, mồ hôi lạnh trên trán lại toát ra càng ngày càng nhiều yến trì và tần hoan cũng nghe được sắc mặt không khỏi trở nên trầm trọng bên dưới giếng ánh sáng không tốt mà nhóm người nha sai cũng không hiểu y thuật cho nên trước mắt chỉ biết dựa vào số lượng đầu lâu để tính toán số người tử vong cái đầu lâu thứ tư được đào lên chính là đại biểu cho dưới đáy giếng có ít nhất bốn mạng người vậy những người này vì sao mà chết lời nha sai này nói cũng khiến cho các nha sai khác ở bên trên xanh mặt mặc dù nha môn chi phủ cầm châu thường xuyên phá án mạng thế nhưng phần lớn là mấy kiểu án mạng nhỏ nhỏ giống như án của Lâm Đại Hưng, Liễu Thị và Lưu Xuân lần lượt chết đi cũng được tính là vụ án có hơi khó giải quyết. Thế nhưng bọn họ không nghĩ đến Liễu Thị và Lưu Xuân chỉ là khởi đầu. liên tiếp hai người chết không nói, lại đào ra thi cốt của Nhị Di Nương, thi cốt Nhị Di Nương còn chưa kịp hạ táng thì phát hiện dưới giếng này lại có một đống thi thể. một kép nếu không phải vì ở đây nhiều người thì những nha sai cao lớn thô kịch này cũng phải cảm thấy da đầu run lên. Mang thêm mấy ngọn đuốc nữa đến đây, tiếp tục đào đám bùn này lên. Ngọc kép, chương 163. Mấy nha sai lại châm thêm đuốc, trong khoảng khắc xung quanh miệng giếng đã lại sáng như ban ngày. Nơi này trước kia vốn đã đào khuét một lần rồi, về sau người tần phủ lấp lại, hiện giờ tiếp tục đào lại nên xung quanh bề bộn cực kỳ đất khô trộn lẫn cùng với bùn nhão tạo thành một đống núi cao núi nhỏ bên cạnh miệng giếng. Mấy nhà sai đứng soi đuốc xuống giếng, lại có mấy người chuyển nước bùn ra ngoài, người đến người đi, la hét ẩm ĩ. Mặc dù trong rừng trúc mưa gió ầm ầm thế nhưng ngược lại cũng không còn chút âm trầm đáng sợ nào nữa rồi. Chẳng bao lâu sau Phục Linh che dù rồi ôm theo một cái lò sưởi tay đi đến. Tiểu thư, người mau cầm lấy, ngọc kép, phục linh cầm trong tay một cái lò sưởi tay nhỏ có nền màu xanh lam điểm suýt hoa văn xanh mã não bên trong có đựng trầm hương phía dưới còn chôn thêm một viên than bạc sao hiện tại cầm lên tay thì nhiệt độ rất vừa vặn lúc phục linh đưa lò sưởi đến thì vừa lúc chạm phải mờ u bàn tay tần hoan khiến cho nàng giật mình nhận ra bàn tay tần hoan đã lạnh như băng rồi phục linh ngước mắt lên nhìn sang yến trì không ngờ được yến trì còn cẩn thận chu đáo hơn cả nàng nữa Than bạc, loại than được làm từ gỗ cây bạch dương 50 năm tuổi, than có màu trắng đục, đốt lên không có khói, khó cháy và cũng khó tắt, chủ yếu được dùng cho triều đình. Phục Linh tự mình che dù, lại nhìn thoáng qua Yến Trì thấy hắn không hề có ý trả lại dù cho nàng, thế nên chỉ đành lùi về phía sau hai bước rồi đứng ở bên cạnh. Đứng ở chỗ này thoát khỏi phạm vi ánh mắt của Yến Trì, cho nên trong lòng nàng mới buông lòng được mà từ đây nhìn sang thấy yến chỉ che dù cho tần hoan thì nàng cũng thấy ấm áp hẳn lên nhìn nhiều thêm vài lần thấy thân hình yến chỉ cao lớn vững chãi khi thế quanh thân rất áp bức người còn tần hoan khoác áo choàng dáng vẻ rất xinh đẹp tao nhã đứng bên cạnh yến chỉ nhìn bóng lưng hai người che chung một cây dù quả thật giống hệt như một bức tranh phục linh mở to mắt lên nhìn nếu như so sánh với nhạc thanh thì vị duệ thân vương thế tử điện hạ này lại càng xứng đôi với tiểu thư nhà mình hơn tần hoan đứng phía trước nào biết phục linh còn đang tự bổ não ở đằng sau nàng mải nhìn đám người bận rộn xung quanh miệng giếng suýt chút nữa còn định tiến lên nhìn xem đám nha sai đó đang làm việc thế nào thế nhưng nàng vừa mới bước lên một bước thì yến chỉ đã ấn tay nàng lại đằng trước đều là nước bùn dơ bẩn người cứ ở đây chờ xem là được một kép, tần hoan dừng chân lại, nàng cúi đầu xuống đã thấy trên giày yến chỉ cũng dính đầy bùn đất rồi. Thấy nàng như vậy khóe môi yến chỉ hơi cong, ngày còn ở sóc Tây Quân, nhiều lúc còn phải hành quân giữa đêm lạnh cả trăm dặm, từng ngủ trong cả hang sói tuyết để tránh rét, quân phục trên người cả tháng cũng không thay ra, người so sánh với ta làm gì. Một kép, tần hoan nghe xong hơi xúc động, Nàng biết lúc hành quân đánh giặc thường gặp phải mai phục nên tác chiến rất lâu không đổi quân phục là bình thường. Thế nhưng việc phải ngủ trong hang sói tuyết để tránh rét thì lại là lần đầu tiên nàng nghe nói. Sói tuyết rất hung hãn, lại sống theo bầy đàn mà hắn lại đi chiếm chỗ ở của bọn chúng. Trong hang dơ giấy bẩn thỉu tạm thời không nói. Nhưng chẳng phải trước khi chiếm đã phải chiến đấu một trận khốc liệt với bầy sói. Tần Hoan nghĩ đi nghĩ lại, nếu như bây giờ khen ngợi hắn dũng mãnh phi thường thì có khi quá tầm thường vì câu này có lẽ hắn đã nghe nhiều rồi nếu như khen hắn vất vả rồi thì sóc tây quân thật sự cũng không thể chỉ dùng hai chữ vất vả để hình dung tần hoan thoáng trầm ngâm rồi gật đầu thế tử điện hạ quả nhiên không phụ danh tiếng của mình một kép lồng mày yến chỉ nhíu lại đang định nói tiếp thì bạch phong tiến thẳng từ bên ngoài rừng trúc vào hắn rời đi nhanh nên quay lại cũng rất nhanh thậm chí tần hoan còn chưa kịp nhìn xem hắn đi vào thế nào thì đã thấy hắn đứng ở bên cạnh yến trì rồi chủ tử tần lão gia vừa ra khỏi cửa đã bị bắt hiện tại chạy không thoát người đã được đưa về tiền viện rồi hiện tại tù vệ ở cửa phủ đã bố trí đứng ở ngay ngoài cửa viện của tần lão gia rồi người của chúng ta thì vẫn giữ ở bên ngoài tất cả đều thuận lợi một kép yến trì gật gật đầu hắn liếc mắt thấy bên ngoài rừng trúc là tề lâm đang dẫn theo hơn 10 nha sai tiến vào đây. Nhanh nhất tại trăm chủ yên, VN, nhìn thấy tề lâm đến, hoác hoài tín lập tức tiến lên căn dặn vào câu. Tề lâm gật đầu rồi dẫn theo người đến tiền viện tần phù. Tề lâm dẫn người rời khỏi, vừa đi vừa căn dặn, đi tập hợp hạ nhân trong phủ đến viện quản sự, tìm cả tần phu nhân, công tử tiểu thư trong phủ cũng gọi lại tập trung hết vào một chỗ lão phu nhân ở chỗ nào rồi? Ngọc kép. Một nha sai tiến lên, ở trong Phật đường phía đông. Ngọc kép. Sắc mặt tề lâm trầm xuống. Được, hai người các ngươi qua đó canh chừng. Đợi lát nữa chi phủ đại nhân với thế tử điện hạ đích thân đến rồi thì phải chú ý. Hiện tại đừng để người ở trong phủ đi tới đi lui. Trong tần phủ phải được canh gác cẩn thận. Ngọc kép. Đám nha sai đồng loạt tuân lệnh. Sau đó tề lâm mới đi thẳng về hướng tiền viện. Phía bên này, đám nha sai vừa đi đến cửa Phật đường thì Thái Hà đã chạy vội vào trong thông báo. Lão phu nhân, không ổn rồi, nhà môn phái thủ vệ đến bao vây bên ngoài Phật đường chúng ta rồi, nói là do chi phủ đại nhân hạ lệnh. Trong phủ bây giờ tất cả mọi người bất kỳ là chủ tớ gì cũng đều không được phép ra ngoài đi lại, còn nói là một lúc nữa vẫn phải mời lão phu nhân đến bên đó nói chuyện. Ngọc kép, nói xong tiểu thư lại nhìn sang lâm thị, phu nhân, Nhà sai bên ngoài còn nói phải tập hợp toàn bộ công tử tiểu thư trong phủ lại một chỗ, để lát nữa cùng nhau thẩm vấn. Ngột kép. Tưởng thị đang ngồi tựa vào thành giường, nghe thấy lời này thì tay run lên, suýt nữa làm rơi luôn tràng hạt xuống. Sắc mặt bà ta trắng bệch, mí mắt run rẩy rồi lại nhắm mắt lại. Bà thở dài, hỏng, hỏng rồi. Ngột kép. Lâm thị bên cạnh đã đỏ ửng mắt, mẫu thân, vậy phải làm sao bây giờ? ngụp kép tưởng thị ra sức mấp máy môi còn có thể làm thế nào nữa đã nhiều năm như vậy ta thường xuyên mơ thấy cảnh tượng này rồi hiện giờ chẳng qua là cái gì đến sẽ phải đến thôi còn có thể làm gì khác được ngụp kép lâm thị cắn răng mẫu thân chúng ta cứ không nói ra lão gia lão gia lại càng thế nhưng sâm nhi còn trẻ nó là hy vọng duy nhất của tần phủ chúng ta chuyện này Chuyện này một khi đã đề lộ ra thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến Sâm Nhi. Nữa đời sau của Sâm Nhi liệu có thể bị hủy vì chuyện này không? Mẫu thân, người nghĩ xem có cách nào cứu Sâm Nhi đi. Ngọc kép. Bàn tay lần tràng hạt của Tường Thị lại run dày thêm lần nữa. Ngay cả giọng nói cũng cực kỳ run dày rồi. Chuyện đã đến nước này là đã không thể vãn hồi được nữa rồi. Có lẽ là ý trời, dù có che đậy thế nào thì cũng đến ngày lộ ra thôi. Ngọc kép. Lâm thị khẽ nức nở, đột nhiên tường thị lại chống giường ngồi dậy, không, còn có biện pháp. Ngọc kép, ánh mắt lâm thị sáng lên, tường thị nhìn lâm thị rồi nói tiếp, truyền tin đến kinh thành đi, dù thế nào chăng nữa thì sâm nhi cũng là máu ngủ của tần gia, trung dũng hầu phù cũng vẫn còn cần phải có tiểu bối ra sức trợ giúp. Mau lên, ta tự mình đi viết thư, ngọc kép, tường thị ngồi dậy muốn xuống giường. Thái Hà thấy thế vội vàng đỡ bà đứng lên. Tưởng thị gấp đến mức lồng ngực phập phồng, run run dày dày đi đến bàn ở cách đó không xa. Tiểu thư đỡ tưởng thị ngồi xuống xong rồi vội vàng đi sang bên cạnh tìm giấy bút đến, sau đó lại cầm đèn đến sát gần đây. Tưởng thị lấy lại bình tĩnh, lúc này mới bắt đầu viết. Trong phòng yên tĩnh hẳn lại, chỉ còn nghe thấy tiếng thốt thít của lâm thị. Tưởng thị bắt đầu viết, lông mày nhíu chặt lại, bà viết rất chậm, giống như mỗi một chữ đều liên quan đến sống chết của tần phủ mãi đến tận hai khắc sau thì mới khó nhọc viết xong một phong thư tưởng thị lại nói đi lấy ân tín của ta đến đây một kép thái hà vâng lời thả đèn xuống bàn rồi đi vào bên trong phòng chẳng bao lâu sau đã mang con dấu của tưởng thị ra ngoài tưởng thị đóng ấn rất cẩn thận ở phía sau sau đó lại đợi cho nét mực khô hẳn lại rồi mới cầm thư lên gấp gọn lại bà ngay lập tức giao lại cho Lâm Thị, đi căn dặn người, lập tức đưa phong thư này đến Kinh Thành. Ngọc kép, Lâm Thị biết phong thư này chính là cọng dơm cứu mạng của nhi tử nhà mình, cho nên vội vội vàng vàng nhận lấy thư. Vâng, mẫu thân yên tâm, giờ con đi luôn. Ngọc kép, tưởng Thị gật đầu, tranh thủ bây giờ trong phủ vẫn chưa bị phong tỏa nghiêm ngặt, đi mau đi. Ngọc kép. Lâm thị vâng lời rồi xoay người đi ra ngoài. Lâm thị rời đi rồi, tưởng thị vẫn ngồi xuất thần ngơ ngẩn một lúc khiến cho Thái Hà thấy thế mà đau lòng. Lão phu nhân đừng lo lắng quá, người ăn chay niệm Phật nhiều năm như vậy, đã sớm tích phúc báo cho tần phủ rồi, lần này đương nhiên có thể chuyển nguy thành an. Ngọc kép, tưởng thị chậm rãi lần chàng hạt, thế nhưng vẫn lắc đầu cay đắng, vô dụng thôi, tội nghiệp quá lớn, dù là Phật tổ cũng không thể khoan dung độ lượng hiện tại tam phòng chúng ta coi như hoàn toàn xong đời rồi, chỉ mong. Chỉ mong động tác bên phía kinh thành nhanh một chút, có tội gì cũng là tội của trưởng bối, đừng để ảnh hưởng gì đến đám tiểu bối trong phủ. Ngọc kép, khóe môi thái hà mấp máy, nàng cho mày nói, sự tình còn chưa đến bước đường cùng, lão phu nhân đừng vội tính đến tình huống xấu nhất. Ngọc kép, tưởng thị lại tiếp tục lắc đầu, người không hiểu đâu, chuyện này đã không còn cách xoay chuyển nữa. Một kép. Đáy mắt Thái Hà hiện lên một chút nghi hoặc, lão phu nhân, năm đó. Một kép. Tưởng thị đã nhắm chặt mắt lại, đương nhiên là dáng vẻ không muốn nói thêm gì nữa. Thái Hà thấy thế thì đã hiểu bản thân không nên hỏi tiếp, cho nên mới ngậm chặt miệng lại rồi đứng ở bên cạnh gầy bấc cho đèn sáng lên. Đèn vừa sáng lên thì Thái Hà mới phát hiện trên mặt tường thị xưa nay vốn ung dung chấn định vậy mà đã thấm một lớp mồ hôi mỏng. Thái Hà thở dài rồi cục mắt xuống. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 164, toàn bộ đều là nữ hài, ba. Tần sâm hồn siêu phách tán đứng ở trên hành lang gấp khúc, tần hoan đã rời đi rất lâu rồi thế nhưng hắn vẫn đứng như trời trồng tại chỗ. Gió lạnh cộng thêm mưa phùn không chút lưu tình nào chút cả lên người hắn, rất nhanh sau đó y phục toàn thân hắn đã thâm đẫm nước mưa dáng vẻ nho nhã và anh Tuấn ngày thường giờ tan biến hết, ánh mắt hắn hơi trột dạ nhìn vô định vào bóng đêm đen mênh mông. Bí mật của Tần Phủ bị phát hiện, bê bối đã che giấu bao năm nay sắp bị lộ ra ngoài, hiện tại Tần Phủ như một con tàu chìm, cho dù hắn có vạn phần không cam lòng thì sao chứ? Dựa vào sức một mình hắn thì làm sao có thể ngăn được cơn sóng dữ? Một khi con tàu Tần Phủ chìm xuống sẽ kéo theo tất cả mọi người, Tần An là đúng người đúng tội, thế nhưng những người khác thì sao đám muội muội của hắn còn chưa xuất giá mà chính bản thân hắn trong lòng còn tràn đầy khát vọng vẫn chưa có cơ hội phát huy thế nhưng hắn biết chỉ mấy ngày nữa thôi thì toàn bộ hoài bão hay dã tâm gì đó đều chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa tần phủ phạm phải tội lớn có lẽ còn liên lụy đến những người khác trong phủ nữa đáy mắt tần sâm đột nhiên tràn đầy oán hận không lúc nào khiến hắn oán hận bản thân mình sinh ra ở tần phủ hơn bây giờ. Đây chính là một đêm tràn ngập thê lương buồn bã, sống lưng tần sâm hơi trùn lại, cứ như có một tòa núi vô hình to lớn đè xuống khiến cho hắn suy sụp rồi. Lão gia, lão gia, bọn tiểu nhân cũng không còn cách nào khác. Tần lão gia bị bệnh nặng như vậy, vẫn nên ở lại trong viện của mình nghỉ ngơi mới là thỏa đáng. Đúng vậy, một khi ra khỏi phủ rồi xảy ra chuyện không may, giữa đường giữa chợ như thế không thể tìm được đại phu đâu. Tiếng người nói vang từ xa lại gần, tần sâm sừng sốt một lúc rồi mới xoay người lại, cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng rồi lan ra khắp thân thể. Lúc hắn quay lại mới phát hiện ra hai chân mình đứng lâu nên đã tê dần rồi, hắn híp híp mắt, chỉ nhìn thấy hai nha sai mặc quan phục đi theo phía sau lưng người hầu của tần an. Thân thể tần sâm khẽ động, hóa ra chân hắn đã tê đến mức không bước đi nổi nữa rồi. Đại thiếu gia, sao người vẫn còn ở chỗ này, bọn ta? Người hầu đi vào đầu tiên đã nhìn thấy tần sâm còn ở đây khiến hắn hơi ngạc nhiên. Tần sâm phục hồi lại tinh thần sau đó tiến lên phía trước nói, ta biết rồi, không sao đâu, cứ đưa lão ra về đi. Người hầu gật gật đầu, tần sâm cũng tiện đi theo vào trong. Hai nhà sai liếc nhìn nhau rồi cùng đứng ở hai bên cửa viện. Tần sâm vừa đi vừa quay lại phía sau nhìn, Vừa lúc nhìn thấy nha sai như vậy thì đôi mắt hắn tối sầm lại, trực tiếp tiến Tần An vào trong phòng. Bởi vì chạy đi quá gấp cho nên trên người Tần An chỉ khoác lên đúng một tấm áo choàng, chờ đến lúc vào đến bên trong rồi cởi áo choàng ra, khuôn mặt Tần An lập tức lộ ra ngoài. Đèn trong phòng vẫn còn sáng, cho nên Tần Sâm chỉ liếc mắt một cái đã thấy những nốt lở loét tím đỏ của bệnh hoa liễu. Trong bụng cảm thấy khó chịu. Thế nhưng Tần Sâm cố gắng đè cơn buồn nôn xuống rồi tiến lên nói, phụ thân, không đi được nữa rồi. Tần An bệnh nặng, bao nhiêu ngày rồi vẫn không được dùng thuốc hữu hiệu, cộng thêm vừa rồi bị hoảng sợ cho nên thân thể vốn đã suy yếu nay càng ngẩn ngơ, đi không được. Vì sao, vì sao? Trên mặt Tần An tràn đầy hoảng sợ, ông ta nhìn ra cửa sổ theo bản năng, đi, đi ngay lập tức, không thể không đi. Nói xong Tần An dẫm xuống đất định đứng lên, thế nhưng người còn chưa đứng được dậy đã thấy gân cốt toàn thân đau nhức rồi ngã nhào sang một bên người hầu bên cạnh vội vàng đỡ ông dậy rồi khuyên nhủ lão ra không đi được khắp trong ngoài phủ đều là người của quan phủ chẳng phải chúng ta vừa mới bị ngăn cản bắt quay về hay sao thật sự không thể đi được tần an vông tay lên phế vật đi tìm hoác tần phủ hoác tần phủ nhất định có thể dàn xếp tần an hoàn toàn tức giận vẻ mặt cực kỳ hung dữ Tần Sâm nhìn thấy thế thì đáy mắt hiện lên vẻ đau xót, hận ý cũng lại lần nữa tràn ra ngoài. Hắn không muốn nhiều lời nữa, chỉ nhìn hai người hầu bên cạnh, canh giữ phụ thân cẩn thận, không được ra khỏi viện này. Mấy người hầu cũng nhận ra Tần An giờ phút này đã thần trí không rõ ràng rồi, cho nên vội vàng gật đầu. Tần Sâm không thèm liếc nhìn Tần An cái nào, hắn chỉ xoay người bước nhanh ra ngoài. Tần An thấy thế lại càng giận dữ, mở miệng chửi mắng. Nghịch tử, tên nghịch tử nhà ngươi, ngươi trở lại cho ta. Tần sâm xài bước, hắn giả câm giả điếc đối với tiếng mắng chửi phía sau. Đợi đến lúc ra khỏi viện rồi liếc nhìn hai nha sai một cái nhưng cũng không nói gì, chỉ đi thẳng về hướng nội viện. Tần sâm giờ mới nhận ra nha sai ở đây đã đông hơn ngày thường rất nhiều lần, mới đi được mấy bước hắn đã gặp tề lâm, hắn đi chậm lại một chút, còn bên này tề lâm cũng đã đi đến đại thiếu gia vừa từ ngoại viện trở về tần lão gia có ổn không giọng tề lâm tràn đầy vẻ châm chọc trên mặt tần sâm lúc xanh lúc đỏ vẫn ổn tề lâm gật đầu cười cười vậy là tốt rồi ta cũng đang chạy đến để thăm tần lão gia tần lão gia bệnh nặng nên phải phái thêm vài người đến bảo vệ mới được phải rồi giờ đại thiếu gia muốn đi đâu vậy giọng nói tần sâm bình tĩnh không dao động ta đến thăm tổ mẫu Tần Lệ cười như không cười nói: "Đại thiếu gia vẫn nên quay về viện của mình đi, đừng đi thăm lão phu nhân nữa, đợi chút nữa hỏi chuyện xong rồi đại thiếu gia đến thăm lão phu nhân cũng không muộn." Tri phủ đại nhân và thế tử điện hạ đã hạ lệnh, bắt đầu từ một khắc trước thì tất cả mọi người trong Tần phủ đều không được phép đi lung tung nữa. Khóe môi Tần Sâm khẽ nhếch, hắn cảm thấy xung quanh mình nay đã lạnh thấu xương, thậm chí trên mặt hắn cũng bị đông cứng lại ngay cả biểu cảm tức giận hay khó chịu cũng không thể thể hiện ra. Hắn chỉ gật đầu rồi vòng qua người tề lâm, mặt không biến sắc đi về hướng viện của mình. Tề lâm quay lại nhìn bóng lưng tần sâm, phân phó thuộc hạ, hai người đi qua đó, bảo hộ đại thiếu ra. Hai nhà sai tuân lệnh rồi vội vàng đi theo. Tần lệ thở dài, sau đó lại lắc đầu rồi mới xoay người đi về phía tiền viện. Nhà sai bên cạnh thấy thần sắc hắn phức tạp nên mới tiến lên hỏi. Bổ đầu, có phải Tần phủ xong rồi không? Tần Lệ hư lạnh, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy xương trắng dưới đáy giếng sao? Tần phủ che giấu nhiều mạng người như vậy, ngươi nói có xong đời hay không? Mấy nha sai rụt cổ, sau đó không dám hỏi lại nữa. Tần phủ vốn là một con thuyền quan xa hoa lộng lẫy đi lại trên sông, trên thuyền trang hoàng vinh hoa phú quý cho rất nhiều người, vui buồn của tất cả người họ Tần đều cùng liên quan đến nhau đương nhiên cũng bao gồm cả tần hoan. Bên trong rừng trúc tím, Yến chỉ đã đứng che dù cho tần hoan sắp được nửa canh giờ rồi. Mắt thấy nước bùn bên trong đào ra càng ngày càng nhiều. Hắn quay đầu lại nhìn tần hoan nói, chuyện lần này ảnh hưởng cực lớn đến tần phủ. Ngay cả với ngươi cũng không thể nói hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Ngươi định tính toán thế nào? Tần Hoan không ngờ rằng Yến Trì sẽ hỏi vấn đề này. Nàng quay đầu nhìn hắn một cái rồi cong môi nếu ta nói ta không có tính toán gì thì thế tử điện hạ có tin không yến chỉ nghe lời này nhất thời sững sờ một lát sau mới mấp máy môi nhưng lại không nói thêm gì cả tần hoan thu hồi lại ánh mắt rồi tiếp tục nhìn về hướng miệng giếng tần phủ sẽ trở nên như nào thì ta không biết còn tùy vào đào được cái gì từ dưới giếng lên hiện giờ đúng là vận mệnh của ta có liên quan cực lớn đến tần phủ thế nhưng chuyện này đương nhiên chẳng có quan hệ gì với ta cả mà ta càng tin tưởng luật pháp đại chu công bằng công chính, người có liên quan sẽ phải chịu trừng phạt, người không liên quan sẽ không vấn đề gì. Tần Hoan ngừng lại một chút rồi nói, còn những vinh hoa phú quý đó, lúc Tần phủ còn tốt, người họ Tần có thân phận tôn quý cũng vượt qua được những người giàu có thông thường, nếu như cứ hưởng thụ những thứ này thì tới lúc Tần phủ không còn tốt nữa thì cũng phải tự chịu. Cho nên ta thật sự không có tính toán gì cả chờ đến khi tìm ra chân tướng vụ án này, có định luận rồi lại nói sau. Yến chỉ nheo mắt phượng, không ngờ cửu cô nương lại cười mở như vậy. Tần Hoan nghe thấy thế chỉ cong môi cười mà không nói lời nào, nàng cũng không phải người cười mở, nàng chỉ không có cảm tình thâm sâu gì với Tần Phù mà thôi. Hiện tại còn chưa biết rốt cuộc dưới đáy giếng có bao nhiêu thi cốt, thế nhưng kết cục của Tần Phù có vẻ như nàng đã nhìn thấy được rồi mà tần phủ suy tàn nhất định sẽ có ảnh hưởng đến nàng. Thế nhưng như thế thì sao chứ? Ngày xưa khi nàng vừa mới sinh ra thì phụ thân chẳng qua cũng chỉ là một tuần lý viện nho nhỏ mà thôi. Những tháng ngày đó của bọn họ không thể nói là không vất vả được. Còn bây giờ thì khác. Nếu so sánh với tần tương và tần xương, thì nàng vượt qua chắc chờ cũng chẳng có gì khó khăn cả. Huống chi nàng còn có y thuật lại còn biết nghiệm thi có thế nào thì cũng không cần phải lo lắng về kế sinh nhai rồi tần hoan suy nghĩ rành mạch bất kỳ việc gì cũng có thể ứng đối cho nên đương nhiên có thể bình tĩnh chấn định thời gian dần trôi đi đuốc trên miệng giếng đã đổi mấy lần rồi chẳng bao lâu sau dưới giếng lại có tiếng kêu vọng lên hoác hoài tín tiến lên nghe ngóng sau đó lại xoay người lại nói thế tử điện hả phát hiện thêm một cái đầu lâu nữa có kéo thi cốt lên nữa hay không vẻ mặt yến chỉ nghiêm nghị gật đầu kéo lên đi hoác hoài tín ra lệnh nha sai bốn phía vội vàng bày một tấm thảm nỉ ra giống như mấy hôm trước định mang hải cốt chất đống lên trên thảm để cho tần hoan xem xét bên dưới giếng địa hình nhỏ hẹp chẳng bao lâu sau bên trên ném xuống một cái giỏ trúc bên dưới sắp xếp một lát rồi người ở trên đã kéo được một giỏ xương trắng lên giỏ càng lên cao thì xương cốt bên trong càng lộ ra rõ ràng hơn ở bên trên cùng là một cái đầu lâu chứ đầy nước bùn. Trước đây căn bản đào giếng đã đào đến chỗ nước bùn rồi, càng đừng nói hiện tại lại đào sâu xuống hai thước nữa, toàn bộ xương cốt đều bị bùn nhão bao phủ nhìn không ra hình thù gì. Hoác hoài tín lên tiếng, đi xách hai thùng nước đến đây. Nhà sai phụng mệnh rời đi, giỏ xương bên này đã được nhấc lên, một nhà sai ôm giỏ lại chỗ thảm nỉ rồi đổ toàn bộ xương bên trong xuống vừa đổ ra thì mấy cái đầu lâu bên trong liền lộ ra, hoác hoài tín và yến trì đều nhăn mặt, tần hoan còn chưa nói gì thì bọn họ đã cảm thấy không thích hợp rồi. Hoác hoài tín là người đầu tiên tiến lên, ông không dám tự tay mình sờ vào mà chỉ nhặt một nhánh cây chọc chọc vào, sau đó trao mày nói, kỳ quá, mấy cái đầu lâu này sao nhìn qua có chút, có chút, nhỏ, hoác hoài tín do dự hồi lâu mãi không nói ra được nhưng nha dịch bên cạnh lên tiếng khiến cho đáy mắt ông sáng lên, đúng vậy. Đúng là nhỏ, có chút nhỏ thật. Yến chỉ nhìn thoáng qua tần hoan, lúc này tần hoan mới tiến lên vài bước đi đến bên cạnh thảm nỉ. Yến chỉ trao mày nói, người đã đoán đúng rồi. Tần hoan đoán đúng rồi, quả nhiên dưới giếng này có chôn xương cốt của tiểu hài tử, giống như khối xương mà nàng nhặt được kia, nếu so với người lớn thì xương nhỏ hơn rất nhiều. Tần Hoan đưa lò sưởi tay cho Phục Linh đứng ở phía sau, sau đó nàng ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét đám xương trắng lẫn trong nước bùn kia. Bởi vì bị bùn nhão bao phủ cho nên không nhìn rõ chi tiết lắm, thế nhưng kích thước xương cốt thì đại khái vẫn có thể nhìn được rõ. Tần Hoan tập trung nhìn trong giây lát rồi nói, dựa theo kích thước lớn nhỏ cùng với độ rộng ở đầu các khớp xương, chủ nhân bộ hài cốt này đại khái là khoảng trên dưới 10 tuổi. Tần Hoan nói xong cũng nhặt một đoạn cành khô trên mặt đất rồi chọc chọc, trên dưới 10 tuổi, hoặc là khoảng 11 đến 12 tuổi, tối đa không vượt quá 12 tuổi. Giọng nói trầm trầm của Tần Hoan nói xong thì bốn phía đều yên tĩnh. Nếu như nói nạn nhân là người lớn thì còn có thể tưởng tượng được, bởi vì ân oán tình thù gì đó mà bị hại, thế nhưng nạn nhân lại là một đứa trẻ, trong khắp Tần phủ rộng lớn này có ai lại thù hận với đám trẻ con chứ? Tần Hoan nheo mắt, ánh mắt trầm trọng hơn bao giờ hết. Trước kia đi theo phụ thân lăn lộn khắp nơi nàng cũng từng gặp qua các vụ án mạng có liên quan đến trẻ con, mà những án mạng như vậy đều là áp lực nhất, phiền toái nhất. Chỉ nhìn ra được tuổi tác thôi sao? Có nhìn ra được chết thế nào không? Hoác hoài tín hơi sốt ruột, tần hoan lắc đầu, phải đợi rửa sạch bùn nhão đi đã. Mới nói đến đây thì mấy nha sai được phái đi sách nước đã trở về bốn thùng gỗ đựng nước được để ở bên cạnh, mấy người lấy xương cốt bỏ vào bên trong thùng rửa sạch sau đó lại bày sang bên cạnh. Tần Hoan chờ một lúc, sau khi nhìn thấy xương được rửa xong có lớn có nhỏ rồi mới bước lên cẩn thận xem xét. Yến chỉ không hỏi gì mà chỉ tiếp tục đứng bên cạnh che dù cho nàng. Tần Hoan vén tay áo lên, lần lượt cầm từng mảnh từng mảnh xương to nhỏ không đều lên xem xét, xương sọ, xương đùi, xương sườn, thậm chí là xương ngón tay. Hoác hoài tín tự mình nhấc một ngọn đuốc lên soi gần về hướng của tần hoan. Dưới ánh đuốc sáng như ban ngày, tần hoan nghiêm túc kiểm tra từng ly từng tí mỗi một mảnh xương, càng lúc lông mày nàng càng nhíu chặt lại. Nhà sai ở bốn phía không ai dám lên tiếng, trong khoảng khắc đó dường như ngay cả gió trong rừng trúc cũng đều ngừng lại, xung quanh yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng tí tách của mưa bụi nhỏ giọt. Tần hoan cầm từng mảnh từng mảnh xương lên, đến lúc bên cạnh nàng xương cốt xếp thành một đống như ngọn núi nhỏ thì nàng mới chậm chạp dừng tay lại. Nhìn đống xương kia xong ánh mắt nhạy cảm của Yến Trì lại phát hiện ngón tay tần hoan đã run rẩy nhẹ nhẹ. Yến Trì siết chặt hơi thở, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm xấu, hắn vội vàng hỏi, thế nào rồi? Tần Hoan mấp máy môi, cổ họng khó nhọc nuốt uống rồi mới lên tiếng, nữ hài, toàn bộ đều là nữ hài còn nhỏ tuổi chương 165, thừa một xương món tay. Toàn bộ đều là nữ hài, hoác hoài tín trợn tròn mắt. Ông vừa dứt lời thì dưới giếng lại có tiếng kêu, hoác hoài tín xoay người lại, nha dịch ở miệng giếng đã hô lên, đại nhân, bên dưới nói là lại đào thêm được một cái đầu lâu nữa. Hoác hoài tín nghe thấy thế khóe mắt run rẩy, da đầu cũng run lên từng đợt. Phía trên mặt đất đã có hài cốt của bốn người, bên dưới lại đào thêm được cái đầu lâu nữa, rốt cuộc thì ở dưới giếng đã cất giấu bao nhiêu bộ hài cốt. Hoác hoài tín giơ tay lên lau lau mồ hôi lạnh trên thái dương, sau đó nhìn sang phía tần hoan và yến trì. Cửu cô nương, có thể nhìn ra nguyên nhân chết không? Trên tay tần hoan vẫn đang cầm xương người trắng hiếu, nàng cẩn thận quan sát dây lát rồi lắc đầu, màu sắc xương hoàn toàn bình thường, không phải là trúng độc mà chết, trước mắt trên xương cốt của mấy người này cũng tạm thời không nhìn ra vết thương gì nguyên nhân tử vong tạm thời không xác định được hoác hoài tín thở dài chết nhiều người như vậy sao có thể chứ bên này tần hoan nhăn mặt đứng lên đào đi tiếp tục đào xem xem dưới này rốt cuộc vẫn còn bao nhiêu nữa còn về nguyên nhân chết thì có lẽ có thể đi hỏi một chút lão phu nhân hoặc tam thuốc trong lòng tần hoan ngầm có mấy cái suy đoán trước giờ nàng đều không dùng ý nghĩ tồi tệ để phán đoán người khác. Có lẽ là kinh nghiệm trước đây nói cho nàng biết, những điều hắc ám và đáng ghê tởm của thế gian này vẫn còn vượt xa so với tưởng tượng của nàng. Tần Hoan nhìn đống xương người lẫn lộn với bùn nhão bên trên tấm vải nỉ, rồi lại suy đoán thêm từng lần nữa trong đầu, đôi bàn tay vốn lạnh lẽo của nàng đột nhiên phát run lên. Đêm mưa giá lạnh, ánh lửa lấp lóe trên xương trắng, khiến cho không khí ở đây cực kỳ thê lương đáng sợ. Yến Chỉ che dù lại đứng sát vào Tần Hoan thêm một chút, "Nếu như không chịu nổi nữa thì về trước đi, hiện tại đã muộn lắm rồi, nếu muốn đào hết ra thì có lẽ phải sau nửa đêm." Tần Hoan lắc đầu, "Không sao, không có gì mà không chịu nổi cả." Yến Chỉ đảo mắt nhìn thoáng qua Tần Hoan, thấy khóe môi nàng hơi cong lên nhưng trong đáy mắt lại âm trầm lạnh lẽo. Tần Hoan vào lúc này trông còn nghiêm trang hơn hẳn lúc mổ thi nghiệm cốt mà quanh thân nàng tỏa ra hàn ý bức người, ẩn giấu dưới vẻ ôn nhu tao nhã chính là một tài năng đáng gờm, khiến cho người ta cảm thấy nàng như một thanh kiếm sắc bén không thể coi thường. Sắc mặt Yến chỉ cũng hơi trầm xuống, còn phía bên này hoác hoài tín đi đến gần miệng giếng, đào nhanh lên, nếu mệt rồi thì lại đổi vài người khác xuống. Vừa nói xong thì bên dưới lại có hai tiếng nói vang lên. Hoác hoài tín vừa nghe đã cho mày lại, các ngươi chờ chút, để ta đi hỏi nói xong hoác hoài tín xoay người nhìn về phía yến trì thế tử điện hả người của ta bên dưới nói là đã không đào thêm xuống dưới được nữa thế nhưng ở phía nam lại thấy có bùn nhão với cát ướt yến trì nheo mắt rồi lại trầm ngâm nói tiếp tục đào chú ý an toàn hoác hoài tín gật đầu rồi quay người lại phân phó người dưới đáy giếng tần hoan thở dài xem ra đêm nay đào hơi khó khăn rồi đã nhiều năm như vậy, rồi nguồn nước dưới đáy giếng này đã biến thành mạch nước chết. Trải qua bao nhiêu biến hóa, chúng ta cũng không biết được, có khả năng xương cốt cũng bị đưa đến chỗ khác. Vừa nói dứt lời thì Tần Hoan xoay người lại nhìn về phía giàn hoa ở cách đó không xa, mặc dù nhìn hai miệng giếng này cong cong quẹo quẹo thế nhưng trên thực tế khoảng cách không xa, trước đây lúc Lục Tỷ tỷ ngã xuống nói, có chạm phải xương người chết có lẽ là do cát đá và nước bùn lưu động bên dưới nên mới dẫn theo xương cốt qua đó. Hiện tại nhân thủ đã đến đây đầy đủ rồi, điện hạ có nên phái người đi xem không? Nàng vừa dứt lời thì Yến chỉ nhìn sang Bạch Phong, dẫn vài người qua đó xem thử. Bạch Phong lĩnh mệnh qua đó, Yến chỉ lại nói với Tần Hoan, người cũng qua đó đi, trong rừng này quá lạnh. Khóe môi Tần Hoan khẽ động, vốn định cự tuyệt thế nhưng nghĩ đến trong giếng kia có xương người hay không cũng rất quan trọng nên mới gật đầu yến chỉ xoay người hắn bung dù để cho tần hoan đi trước hộ tống nàng đi đến chỗ giàn hoa hoác hoài tín đứng ở phía sau nhìn hai người đi ra khỏi rừng trúc tím trong mắt hơi có vẻ suy tư và sợ hãi căn bản ông còn muốn gán ghép tần hoan với hoác ninh nhà mình may mắn là ông mới chỉ căn dặn nguyên thị đến tần phủ một lần chứ chưa làm gì khác đi đến chỗ giản hoa, xung quanh đều là hành lang gấp khúc nên không cần phải che dù nữa. Tần Hoan đứng ở dưới mái hiên nhìn Bạch Phong và mấy nha sai đào sới gạch đá vừa mới lát lên được mấy ngày. Gạch lát vừa được nhấc hết lên, đất lấp dưới miệng giếng cũng đã biến sắc rồi. Bốn, năm người dùng quốc sẻng động thủ rất nhanh. Tần Hoan đứng bên cạnh nhìn, Phục Linh cũng đứng sau hầu hả, tiểu thư, ngày đó lưu quản gia trèo xuống nhìn thấy rõ ràng chỉ là một đoạn cành cây khô chẳng lẽ bên dưới quả thật có thể đào ra được xương trắng? Tần Hoan lắc đầu, không chắc chắn lắm, hiện tại cứ chờ xem sao. Phục Linh sửa sang lại áo choàng cho Tần Hoan, có hơi lo lắng nói, cả người tiểu thư đều lạnh như đá vậy, tối nay người đã đứng ở bên ngoài lâu quá rồi, lỡ bị cảm lạnh thì sao? Lò sửa tay cũng nguội lạnh rồi, để nô tỳ đi đổi cây khác cho tiểu thư. Phục Linh vừa dứt lời thì Yến Chỉ cũng đã đi đến phía dưới sàn hoa sau đó nhìn sang Tần Hoan nói: "Ngươi về viện mình nghỉ ngơi trước đi, miệng giếng này cũng đã bị lấp kín đất lên rồi, đợi đến lúc đào được lên thì chắc chắn không còn sớm nữa." Tần Hoan mím môi, còn chưa kịp nói gì thì Phục Linh đã ở bên cạnh gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, tiểu thư, nếu như tiểu thư bị bệnh rồi thì chẳng phải thế tử điện hạ không còn ai có thể giúp đỡ nữa sao?" có thể nói Phục Linh đã phải đánh bạo lắm mới có thể mở miệng ở trước mặt Yến Trì. Nàng vừa dứt lời thì lòng bàn tay đã túa ra mồ hôi ướt đẫm. Tần Hoan suy nghĩ một lát, có vẻ như cũng có lý nên mới gật đầu, được, vậy ta về trước. Yến Trì không nhiều lời nữa, chỉ gọi một tiếng, Bạch Phong, đưa cửu cô nương trở về. Tần Hoan nhún nhún người, đợi đến khi Phục Linh căng dù lên thì mới cùng Phục Linh đi sâu vào trong màn mưa. Bạch Phong đi theo phía sau hai người phụ trách hộ về. Đã qua giờ tí, mặc dù khắp tần phủ đèn đuốc sáng trưng thế nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh, nửa tiếng động nhỏ cũng không thấy. Phục Linh đi theo phía sau tần hoan qua hai sân viện, trên mặt có chút sợ hãi, tiểu thư, những thi cốt này thật sự đều là thi cốt của tiểu hai tử, Lại còn là của tiểu cô nương. Tần hoan gật đầu, ừ. Phục Linh rụt rụt cổ, đều là một đám tiểu hài tử. Các nàng là từ đâu đến đây? Chẳng lẽ là gia nô của Tân phủ? Còn nữa, các nàng làm sao mà chết? Khóe môi Tần Hoan khẽ mím lại nhưng lại không nói gì, một lát sau nàng mới lên tiếng, cái này tạm thời ta cũng không biết, phải đợi thiết tử điện hạ và Chi phủ đại nhân đào toàn bộ thi cốt ra sau đó thẩm vấn rồi mới biết được. Ánh mắt Phục Linh đảo qua nhìn một vòng, tiểu thư, chẳng trách lão phu nhân nói muốn dùng trấn yêu thạch Tiểu hài tử sau khi chết dễ hóa thành quỷ hồn nhất. Chẳng trách bà ta kiêng kỵ như vậy, hoặc là bao nhiêu năm nay bà ta ăn chay niệm Phật cũng bởi vì chuyện này. Mưa bụi bay bay, bước chân Tần Hoan nện xuống nền đá lát trên con đường nhỏ trong Tần phủ có hơi nặng nề. Vườn hoa trong phủ đèn đuốc sáng trưng nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên đều có thể nhìn thấy được trên mấy lối rẽ đều có thị vệ của phủ nha, mà chủ tớ Tần phủ lại không thấy bất cứ một ai. Trong lòng tần hoan biết được hiện nay nha sai đã khống chế tần phủ, nàng nhìn thoáng qua về hướng Phật đường, mấy tiểu cô nương này sẽ không biến thành quỷ hồn, thế nhưng trong lòng lão phu nhân nhất định có quỷ. Bà ta ăn chay niệm Phật chắc chắn là e sợ quỷ ở trong tâm mình. Lời này của tần hoan khiến cho sống lưng phục linh lạnh buốt nàng kéo cao cổ áo của mình lên theo bản năng rồi không nhiều lời nữa. Bạch Phong ở phía sau chỉ lẳng lặng đi theo mà không nói gì cho nên đương nhiên cũng sẽ không tiếp lời. Ba người đi đến phía trước Đinh Lan Uyển rồi lại nhìn thấy Tần Lệ dẫn theo ba nha sai đứng ở cửa viện trần chờ. Vừa thấy Tần Hoan đến đây thì Tần Lệ lập tức tiến lên đón chào. Cửu cô nương. Tần Hoan nghi hoặc nhìn Tề Lâm, Tề bổ đầu sao lại ở đây? Tề Lâm hơi khó xử. Cửu cô nương đã giúp đỡ nha môn rất nhiều lần, vốn không nên để cho cửu cô nương khó xử, chẳng qua lần này là. Đại nhân hạ lệnh muốn cho tất cả hạ nhân đều phải đến tập trung ở viện quản sự để lát nữa thẩm vấn, cho nên Tề Lâm nhìn thoáng qua cửa viện Đinh Lan Uyển, Tần Hoan ngay lập tức hiểu ra nên mới xoay người lại căn dặn Phục Linh, đi gọi bốn người bọn họ ra đây, lần này chỉ là hỏi chuyện bình thường thôi, nếu như không có chuyện gì thì hỏi xong liền có thể quay về. Vẻ mặt Tề Lâm ngay lập tức cảm kích, đa tạ cửu cô nương. Tần Hoan lắc đầu, có cần hỏi ta gì không? Để lâm vội vàng xua tay, không không không, sao có thể chứ? Đương nhiên cửu cô nương không liên quan gì đến vụ án này. Sắc mặt tần hoan chỉ nghiêm túc lại chứ không nói chuyện. Rất nhanh Phục Linh đã dẫn Thi ô mấy người vãn đường ra khỏi viện, vãn đường dẫn theo ba người kia tiến lên nhún người hành lễ với Tần Hoan. Tần Hoan lên tiếng, đi thôi, hỏi xong rồi có thể trở lại rồi. Vâng, tiểu thư yên tâm, vãn đường cung kính gật đầu tuân mệnh tần hoan nhìn sang tề lâm đêm nay vất vả cho tề bổ đầu rồi tề lâm chắp tay đây là việc tại hạ phải làm nếu đã như vậy tại hạ xin cáo lui trước tần hoan gật đầu tề lâm dẫn theo mấy người vãn đường cùng đi về hướng viện quản sự tần hoan lại nhìn sang bạch phong ta đã đến nơi rồi bạch thị về quay về bên cạnh điện hạ đi thôi bạch phong gật đầu cửu cô nương không cần lo lắng sớm nghỉ ngơi đi Nói xong câu này Bạch Phong cũng chắp tay cúi đầu rồi xoay người rời đi. Tần Hoan đứng yên ở đó một lúc lâu rồi mới đi vào trong sân. Tiểu thư, người cứ ngủ đi, bảo dưỡng tinh thần thật tốt. Đợi sau khi tất cả thi cốt đều đào ra rồi thì nhất định còn cần người đến hỗ trợ. Vừa bước vào trong phục linh đã lên tiếng khuyên nhủ Tần Hoan. Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi nói, có lẽ đêm nay nhị ca không đến được rồi. Đúng vậy, tất cả viện trong phủ đều được canh phòng nghiêm ngặt đương nhiên hắn không thể ra khỏi cửa rồi phục linh thu dù lại rồi cởi áo choàng trên vai tần hoan xuống áo choàng của tiểu thư đều đã ướt hết một nửa rồi nếu như còn chưa đi ngủ thì chỉ sợ ngày mai sẽ nhiễm vài cảm thương hàn mất tiểu thư đừng cố chịu đựng nữa áo choàng vừa cởi ra thì tần hoan cũng cảm thấy trên người có hơi mát mát nghĩ đến mấy bộ hài cốt này chốc lát vẫn chưa thể đào lên hết được nên nàng gật gật đầu đi sang phòng bên rửa mặt rồi sau đó lên giường nằm. Lúc nàng nằm xuống lại đắp thêm một lớp áo choàng nữa lên người mình, nghĩ đến nếu như Yến chỉ phái người qua mời mình thì cũng có thể nhanh xuất phát hơn một chút. Thấy Tần Hoan giữ nguyên áo mà ngủ thì Phục Linh cũng không tiện khuyên nhủ gì nữa, chỉ nhìn Tần Hoan nhắm mắt lại rồi mới tắt đèn trong phòng đi. Một khi đã nằm xuống thì mỏi mệt liền xâm chiếm lấy nàng, cũng không biết có phải bản thân mình bị lạnh hay không mà theo bản năng nàng lại quấn chặt lấy chăn gấm xung quanh người mình. Giờ đã đến nửa đêm, dựa vào tốc độ của Yến Trì và Hoác Hoài Tín thì có thể tính đại khái muộn nhất là đến lúc bình minh mới xong việc, nàng nhất định phải tỉnh lại vào thời điểm đó mới được. Cứ nghĩ như vậy mà tần hoan chậm rãi chìm vào trong mộng Trong mơ, nàng đứng trên con phố dài 10 dặm ở Kinh Thành, lầu các xà cột chạm trổ, đình nghỉ, mái cong, đấu cùng liên hoàn hùng vĩ. Tần Hoan đứng ở trước cửa nha môn lục bổ, cửa viện của đại lý tự đóng chặt, cỏ dại hoang vu mọc đầy trên bậc thang. Rõ ràng đây là nha môn hình ngục cao cấp nhất đại chu thế nhưng giờ phút này lại giống một cái miếu hoang rách nát. Chủ quan của đại lý tự đâu? Thị vệ và nha sai của đại lý tự đâu rồi? Tần Hoan bước từng bước một lên bậc thang phủ đầy cỏ dại, nàng ra sức đầy mở cánh cổng đổ nát kia ra. Kết, cổng chính loang lộ bị tần hoan đầy mở, cửa vừa mở ra thì đám khói mù phất qua trước mặt tần hoan, nàng chớp chớp mắt, làn sương mờ ảo kia mới từ từ tản bớt đi. Sương mù vừa tan đi thì tần hoan đã thấy được cỏ dại mọc khắp xung quanh sân viện, trên xà nhà mạng nhện cũng răng đầy, hoành phi phía trước cũng siêu siêu vẹo vẹo. Bên trong nhà môn hoàn toàn tan hoang, ngay cả một bóng người cũng không có. Tần hoan nghi hoặc bước vào bên trong vài bước đột nhiên ở chính giữa sân viện trống không lại xuất hiện một cái giếng hoang. Cỏ dại mọc cao ngất ở xung quanh giếng, tựa như che lấp hết thành giếng, trong lòng tần hoan kinh ngạc, nhà môn đại lý tự cũng không phải là những phù trạch tầm thường sao trong viện lại có giếng nước. Ngay lúc đang mải suy nghĩ thì đột nhiên có một ánh sáng vụt lóe lên, tần hoan trợn tròn mắt nhìn thấy một bàn tay trắng muốt thỏ lên từ trong miệng giếng. Đột ngột mở to mắt, Tần Hoan nhìn chồng chọc vào đỉnh màn của mình rồi thở dốc. Biết đó chỉ là mơ thế nhưng Tần Hoan vẫn vì hoàn cảnh trong mơ mà sinh ra sợ hãi. Đại lý tự không thể nào mọc đầy cỏ hoang được. Càng không thể có một giếng hoang có xương tay người thỏ ra. Chỉ có Tần Phủ mới có giếng hoang. Thái dương Tần Hoan đã ướt sũng mồ hôi. Nàng hít thở thật sâu mấy hơi mới có thể hồi phục lại tinh thần. Đúng lúc này có tiếng bước chân bên ngoài màn trứng vang lên, Tần Hoan phản ứng kịp liền ngồi ngay dậy vén màn lên. Quả nhiên Phục Linh đang nhẹ nhàng đi vào trong, nàng thấy Tần Hoan đột nhiên vén màn lên thì còn bị giật mình. Phục Linh lấy tay ôm ngực, thở ra một hơi, tiểu thư vậy mà đã thức dậy rồi à, nô tỳ còn cho rằng tiểu thư vẫn đang ngủ. Có chuyện gì rồi, Tần Hoan vừa nói vừa quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, khi nhìn thấy sắc trời đã sáng trưng thì vẻ mặt nàng khẽ biến đổi, sao em lại không gọi ta dậy trễ thế này rồi. Phục Linh vội vàng trấn an, tiểu thư đừng lo lắng, mưa vẫn chưa tạnh đâu, các nhóm nha sai đã thay đổi mấy lần rồi, nói là đã đào được đến đáy thế nhưng vẫn phải đào thêm rộng ra xung quanh thì mới có thể tìm thấy toàn bộ. Hiện tại khắp xung quanh đó đã bị đào sới hết lên rồi. Tần Hoan vừa trao mày vừa sốc chăn ra, nàng mặc y phục rồi nói, có đào thêm được gì mới không? Phục Linh mới nghe thế đã biết Tần Hoan muốn hỏi cái gì rồi, sắc mặt nàng khẽ biến, đã đào thêm được bốn cái. Tay Tần Hoan trượt dừng khựng lại rồi sau đó động tác lại nhanh hơn, mấy người vãn đường đã quay lại chưa? Quay lại rồi, lúc trời vừa sáng đã quay lại, bởi vì phải đào quá nhiều chỗ cho nên chi phủ đại nhân ở bên này đã bắt đầu thẩm vấn rồi. Phải rồi tiểu thư, từ ngỗ tác cũng đã nhập phủ, hiện tại đang thu gom thi cốt. Tần Hoan gật đầu rồi nhanh chóng mặc xong y phục. Phục Linh vấn một búi tóc đơn giản cho nàng sau đó mới chỉ rửa mặt chứ chưa kịp ăn sáng. Tần Hoan đã vội chạy ra khỏi viện đến rừng trúc tím. So với đêm qua thì hiện tại đã có thể nhìn thấy hạ nhân đi qua đi lại trong tần phủ. Phục Linh khẽ nói, những người nhập phủ muộn đều được thả ra, người ở trong phủ trên 7 năm đều bị giữ lại. Tần Hoan gật đầu, bước nhanh về hướng rừng trúc tím, chẳng bao lâu nàng đã nhìn thấy giản hoa. Nàng còn chưa đến gần đã nhìn thấy Từ Hà đang đứng bên cạnh trường án, trường án đó là vừa mới được đưa đến đây, bên trên còn đang bày đầy xương trắng. Trong tay Từ Hà cầm một đốt xương nhưng không biết hắn đang nhìn cái gì, vừa ngước mắt lên bắt gặp Tần Hoan đang đi đến, hắn liền cất tiếng gọi nàng, "Cửu cô nương đến rồi." "Cửu cô nương mau đến xem này, xem xem chỗ xương này là bị làm sao." Tần Hoan nheo mắt đi lên phía trước, Từ Hà nghi hoặc đây là xương món tay phải không nhưng sao lại thừa ra một đoạn phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn